Trong video hướng dẫn tiếp theo ngày hôm nay của mình, những bạn nào mà đang dùng iPhone, các bạn hay tìm kiếm những cái công cụ, ví dụ như là các bạn duyệt web trên Safari chẳng hạn, thì các bạn đã biết những cái tính năng hay của Safari chưa, trình duyệt Safari chưa? Và một trong những tính năng hay đó, đó là các bạn có thể cài được cái hình nền ở trên ứng dụng, ở trên cái trình duyệt Safari, giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm mới ở trên cái trình duyệt này. Bạn nào chưa biết thì theo dõi nhanh, mình sẽ hướng dẫn nhé. Rồi, thì để việc cài đặt hình nền ở trên Safari cũng rất là đơn giản thôi. Thì các bạn hãy cố gắng cập nhật cho mình cái phiên bản iOS mới nhất lên cho mình nhé. Và bây giờ các bạn hãy vào cho mình cái trình duyệt Safari này. Thì tại giao diện chính của Safari thì nếu mà bạn nào mà chưa cài ấy, thì nó sẽ là cái biểu tượng hình mặc định, đó là cái nền trắng như thế này nhé. Và để cài thì rất là đơn giản thôi. Các bạn hãy nhìn cho mình ở giữa có cái chữ sửa này. Đó, các bạn sẽ chọn vào cho mình chữ sửa nhé. Thì các bạn sẽ kéo xuống cho mình. Đấy, các bạn sẽ kéo xuống cho mình. Đó, ở phía dưới này là cái tab hình ảnh nền. Nếu bạn nào mà đang thấy nó tắt như thế này nhé. Đó, các bạn hãy bật lên cho mình. Các bạn hãy bật lên cho mình. Và dưới này là một số những cái mẫu hình nền gợi ý của hệ thống. Thì nếu mà bạn chọn hình nền bất kỳ này cũng được để cài đặt trong cái nền của Safari. Ví dụ mình thử nhé. Mình chọn cái hình nền này chẳng hạn. Đó, thì các bạn sẽ thoát ra này. Thì ngay lập tức cái phần nền của bạn đã được thay đổi nhé. Còn nếu mà các bạn muốn thay đổi cái hình nền như ý muốn ý, của các bạn ý, thì các bạn chọn lại. Các bạn nhìn vào cái phần dấu cộng nhé. Có cái biểu tượng dấu cộng, các bạn chọn vào và nó sẽ đưa đến các bạn cái thư viện ảnh. Bây giờ mình sẽ chọn vào nhé. Thì đây, nó đã đưa đến cái thư viện ảnh và mình sẽ chọn một cái ảnh bất kỳ chẳng hạn. Ví dụ mình chọn ảnh này. Đấy, thì khi mà các bạn chọn vào, các bạn thấy là cái hình nền đã được thay đổi nhé. Các bạn sẽ chọn vào. Đó, thì đây chính là cái nền mà mình vừa chọn. Còn nếu mà trường hợp các bạn thấy là sau khi chọn hình nền xong nhé, các bạn thấy là những cái dòng này này nó đang vướng nhé, nó đang không được đẹp, thì các bạn chọn vào sửa này. Đấy, các bạn hãy nhìn trên những cái mục này, các bạn tắt hết đi cho mình, tắt hết đi. Đấy, tắt hết đi. Đấy, và các bạn sẽ nhìn thấy là ở cái phần hình nền này nó đã được tắt hết và nó sẽ rất là thông thoáng, rất là dễ nhìn để cho các bạn có thể nhập cái địa chỉ web dưới này nhé. Các bạn tìm kiếm ở dưới này. Đó, chúc các bạn thành công. Các bước chỉ đơn giản như thế thôi để các bạn có thể thay đổi được cái trải nghiệm, đó là cài hình nền ở trên trình duyệt Safari cho iPhone. Thì những bạn nào mà đang tham khảo hoặc là chưa biết những cái cách để các bạn cài hình nền ở trên trình duyệt Safari, qua video này mình hy vọng sẽ giúp cho các bạn có những trải nghiệm mới. Và đừng quên, nếu thấy video hay, nhấn like và chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.